xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 29: Quá trị gây vô sinh. Quá trị là một trong những phương tiện chính trong điều trị ung thư, nhưng một trong số những tác dụng phụ của quá trị là ảnh hưởng lên chức năng sinh sản, có thể gây vô sinh. Vấn đề này rất quan trọng đối với các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân trẻ tuổi. Vô sinh là tình trạng không thể mang thai hoặc không thể có con. Quá trị có thể làm suy giảm hay ngừng hoạt động của buồng trứng ở nữ, làm giảm số lượng hoặc chức năng tinh trùng ở nam, dẫn đến vô sinh. Nhẹ hơn có thể làm rối loạn chức năng sinh sản, tình dục. Vấn đề này có thể chỉ là tạm thời trong thời gian điều trị với quá trị, nhưng cũng có thể là vĩnh viễn, tùy thuộc vào loại thuốc và liều thuốc quá trị. Biểu hiện của tình trạng vô sinh cũng như các phương pháp dự phòng cũng sẽ khác nhau ở bệnh nhân nam và nữ. Ở nữ giới, vô sinh tạm thời. Kinh nguyệt có thể không đều hay không có trong suốt thời gian điều trị, nhưng trở lại bình thường khi kết thúc quá trị. Khoảng 30% bệnh nhân gặp tình trạng này và kinh nguyệt thường sẽ trở lại bình thường sau 6 đến 12 tháng. Vô sinh vĩnh viễn. Một số loại thuốc quá trị gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng của buồng trứng. Do đó, sau khi điều trị, buồng trứng không còn hoạt động như bình thường nữa, làm cho bệnh nhân không thể mang thai sau đó và có thể không còn kinh nguyệt. Tình trạng này thường liên quan đến quá trị với liều cao và thường ảnh hưởng ở những bệnh nhân nữ lớn tuổi hơn, nhất là những bệnh nhân gần đến tuổi mãn kinh. Mãn kinh sớm. Bệnh nhân có thể mãn kinh sau điều trị quá trị, cho dù chưa tới tuổi mãn kinh thông thường. Tùy thuộc vào loại ung thư, tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân cũng như mức độ các triệu chứng mãn kinh mà bác sĩ có thể kê đơn cho bệnh nhân sử dụng liệu pháp hormone thay thế để điều trị. Liệu pháp hormone thay thế bắt đầu sau quá trị, nhưng liệu pháp này không thể giúp buồng trứng hoạt động lại như cũ nên không thể chữa trị được vô sinh. Ở nam giới, giảm số lượng tinh trùng. Giảm chức năng tinh trùng hay khả năng thụ tinh với trứng của tinh trùng. Một số loại thuốc còn có thể ảnh hưởng đến thần kinh dùng cơ quan tiết niệu sinh dục, gây ra một số vấn đề như rối loạn cương dương, giảm khoái cảm khi quan hệ tình dục. Cũng như ở nữ giới, các tác dụng phụ này có thể chỉ là tạm thời hoặc vĩnh viễn. Tuy nhiên, tác dụng phụ của quá trị lên chức năng hoạt động tình dục thì ít khi xảy ra vĩnh viễn. Hiện nay có nhiều phương pháp dự phòng vô sinh cho cả nam và nữ. Đối với nữ giới, trữ lạnh phôi là phương pháp thu thập trứng từ bệnh nhân, đem thụ tinh ống nghiệm với tinh trùng từ bạn đời hay bạn tình tạo ra phôi, thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó tiến hành trữ lạnh phôi có được cho đến khi bệnh nhân muốn sinh con thì đưa phôi vào tử cung để phát triển thành thai như bình thường. Đây là một quá trình phức tạp và không phải lúc nào cũng có thể thực hiện thành công. Điều quan trọng cần phải nắm là phôi được tạo thành thuộc sở hữu của cả hai bên, bệnh nhân và người cho tinh trùng. Do đó, cần phải có sự đồng ý từ cả hai bên trước khi sử dụng phôi. Tỷ lệ thành công với phương pháp này khoảng 22% cho phụ nữ mọi lứa tuổi. Trữ lạnh trứng. Bệnh nhân có thể chưa lập gia đình tại thời điểm cần thực hiện, do đó có thể lựa chọn trữ lạnh trứng cho đến khi muốn sinh con. Bệnh nhân có thể sử dụng thuốc kích thích buồng trứng, bác sĩ sẽ thu thập trứng và trữ lạnh chúng. Quá trình sau đó thực hiện tương tự như quá trình trữ phôi ở trên và tỷ lệ thành công khoảng 20%. Trữ lạnh mô buồng trứng. Nhiều nhà nghiên cứu đang tiến hành thực hiện chuyển mô buồng trứng và trữ lạnh chúng trước khi bắt đầu quá trị, với ý tưởng sẽ cấy lại mô buồng trứng cho bệnh nhân khi kết thúc điều trị. Nếu sau đó mô buồng trứng vẫn hoạt động bình thường thì bệnh nhân sẽ vẫn duy trì được khả năng sinh sản. Tuy nhiên, phương pháp này chưa được phổ biến, hiện nay chỉ có một vài trung tâm thực hiện. Các phương pháp trên có vẻ thuận tiện để dự phòng vô sinh, tuy nhiên cũng có một số vấn đề. Thứ nhất, bệnh nhân cần sử dụng thuốc kích thích buồng trứng để có thể thu thập trứng dễ dàng hơn. Thuốc này có thể tương tác hoặc làm giảm tác dụng của thuốc điều trị một số loại ung thư, ví dụ như ung thư vú, loại ung thư phát triển phụ thuộc vào hormone. Thứ hai, cần phải có thời gian, thường là vài tuần để tiến hành kích thích và thu thập trứng. Điều này làm trì hoãn việc bắt đầu điều trị quá trị bệnh ung thư, gây ảnh hưởng đến kết quả điều trị ung thư. Nếu sau khi điều trị ung thư, bệnh nhân muốn có con thì thời điểm thích hợp nhất là khoảng 2 năm sau điều trị, vì 2 năm đầu là thời điểm mà ung thư dễ tái phát nhất. Nếu tái phát trong quá trình bạn đang mang thai thì các biện pháp điều trị ung thư có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.
đối với nam giới. Ngân hàng tinh trùng. Thu thập và trữ lạnh tinh trùng cho đến khi bạn muốn có con, có thể bảo quản qua nhiều năm. Điều này cần thực hiện trước khi quá trị. Cũng như các phương pháp ở nữ, phương pháp này có thể làm trì hoãn quá trình điều trị ung thư hoặc bệnh lý ung thư vốn dĩ đã làm suy giảm số lượng, chức năng tinh trùng của bạn, nên có thể sẽ khó thực hiện. Vô sinh hay suy giảm chức năng sinh sản, tình dục là một tác dụng phụ sau quá trình điều trị ung thư nói chung hay quá trị nói riêng. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bệnh nhân ung thư cần trao đổi với bác sĩ về các nỗi niềm hay mong muốn để có được sự tư vấn phù hợp nhất. Và quan trọng hơn hết, bạn cần có một lối sống lành mạnh, thái độ sống tích cực để góp phần ngăn ngừa ung thư. Sự thật, quá trị không hẳn 100% gây vô sinh và có cách dự phòng để bạn vẫn có thể có con sau quá trị. Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Hà Thu. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.